Tâm đến từ Hải Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Lời đầu tiên cho phép anh Phương xin gửi lời cảm ơn chân tình tới chỗ bác Cường Đô La, một trong những bác khách hàng đã đăng ký kênh của anh Phương và thường xuyên theo dõi, cũng như đã mua sắm được rất nhiều thiết bị sản phẩm ở bên Trung tâm Điện tử Hải Phương. Bác đã mua những bộ pin sạc Energizer với giá 500.000 đồng, những đôi loa JBL 938 với giá 34 triệu đồng, và rất hài lòng với những sản phẩm này. Và ngày hôm nay thì anh em cộng đồng mạng và trên kênh sóng của anh Phương hãy cho những tràng vỗ tay, những nút like, những nút chia sẻ để chúc mừng cho bác Cường Đô La ngày hôm nay lại là một chủ nhân trong đôi loa đẹp xuất sắc ngày hôm nay, đó là đôi loa JBL 212 Pro. Một đôi loa được bao zin 100% với thiết kế thùng vỏ gỗ, bọc da, bát 30 chất kèn titan. Với mỗi phân khúc, với mỗi đôi loa của JBL, chúng ta đều có những cái trải nghiệm về chất âm sáng, sạch, nét và trong trẻo. Đang đánh một mình đôi loa này thôi nhưng mà tiếng rất là hay quá. Tiếng nó giòn tan luôn các bác. Nghe các nhạc cụ nó ra rất là sắc, rõ nét, không lẫn vào đâu được. Em vẫn tiếc rằng có nhiều bác chơi 3, 4, 50 triệu một bộ, thậm chí đến 7, 80 triệu mà vẫn chơi những dòng loa bái của Trung Quốc. Thì do là các bác chưa tìm hiểu về loa Mỹ thôi. Một khi đã chơi đến loa Mỹ rồi, kể cả đời cao hay đời thấp thì chán phèo những đôi loa bãi thông thường các bác nhé. Tiếng nó như vậy cơ mà các bác, hay chưa? Tiếng nó xoảng 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 luôn. Cường là một trong những bác rất là sành chơi và rất đam mê âm thanh, cho nên hầu như những sản phẩm nào vươn lên sóng bác đều biết và đều tham gia. Và ngày hôm nay bác chính thức quyết định bổ sung thêm một cặp loa 212 Pro này, hàng còn nét đen luôn các bác. Modem này là modem được sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Nó đã ở tầm gọi là đỉnh cao rồi. Mapro thơm phức mùi Mỹ luôn. Nghe nhạc những dòng loa này nghe nó sạch tiếng và rất dễ chịu. Đôi này thì nó xuyên cả về ba giải bát trung chép, chứ nó không mỏng tiếng như dòng loa 112M. Tem này là tem trang trí thêm nữa nha. Tem này tem trang trí thêm. Dòng loa này nó không có tem. Trang trí thêm cho nó sáng loa nó đẹp rồi các bác. Tự nhiên mất mấy trăm nghìn đồng gắn tem cho đẹp đấy. Cảm ơn bác Cường rất nhiều. Và để thay lời cảm ơn, anh Phương sẽ gửi cho bác Cường một nhạc phẩm, một đoạn ca khúc để chúc mừng bác, cũng như chúc mừng tất cả những bác đang theo dõi và chuẩn bị mua sắm tại Trung tâm Điện tử Hải Phương. Các bác bỏ tiền ra mua được loa đẹp, loa zin, đó là điều tuyệt vời nhất của những người chơi loa Mỹ. Xin mời các bác. We'll be right back.
Sau đây tôi xin gửi tới các bác nhạc phẩm được mang tên Tình Em Biển Rộng Sông Dài, được thể hiện trên cặp loa CBL Bass 30 212 Pro. Mời các bác cùng lắng nghe và cùng chúc mừng cho bác Phương Đô La ngày hôm nay. Hòa bình ơi, tình yêu em như sông biển rộng, tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em tan cạn biển đông. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, 30 năm rồi kẻ đời người trông, 30 năm rồi lúa khô ngoài đồng, sao em đây xin may áo cưới đang cưới yêu vui trong gió mới. Ta đón em đi về, ta đón em đi về xây dựng lại tương quê. Hòa bình ơi, tình yêu em như sông chở mẹ, tình chung nhau như gió mùa hè, chờ trong nhau nắng đẹp tình quê. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, 30 tuổi đời ghé đời người chồng, 30 năm trời khổ đau nhiều rồi, về đây ơi người ơi, về đây ơi người ơi. Tiếng mic trong veo đấy các bác. Một lần nữa thì ngay mặt trung tâm điện tử Trường xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe cho bác Cường luôn luôn yêu đời, luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mọi chi tiết phối ghép là karaoke cũng như mua sắm thiết bị âm thanh, hãy liên lạc với anh Phương bên số máy 0971998555. Ở trung tâm điện tử Phương có rất nhiều mẫu em sản phẩm và mỗi một series sản phẩm có rất nhiều mã hàng để các bác cùng đầu tư. Hãy đến để chúng ta trải nghiệm và cùng mua sắm. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt.